Gan đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể người. Nhờ vào gan, cơ thể của bạn sẽ hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Ô nhiễm môi trường cùng với việc ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều phụ gia hàng ngày đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể chúng ta. Việc loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và giải độc gan là rất quan trọng. Từ đó giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh và trường thọ. Video này liệt kê 12 loại thực phẩm tốt nhất bạn nên ăn để giữ cho gan khỏe mạnh. 1. Cà phê. Cà phê là một trong những đồ uống tốt nhất mà bạn có thể uống để tăng cường sức khỏe cho gan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê sẽ bảo vệ gan khỏi bệnh tật, ngay cả ở trong những người có vấn đề với cơ quan này. Cà phê làm tăng mức độ chống oxy hóa trong gan và làm giảm viêm, giảm nguy cơ phát triển bệnh gan, ung thư và nhiễm mỡ. Những lợi ích này xuất phát từ khả năng ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và collagen trong cà phê, hai trong số những dấu hiệu chính của bệnh gan. 2. Trà. Trà luôn được xem là lợi ích cho sức khỏe và đồng thời có lợi ích đặc biệt cho gan. Một nghiên cứu lớn nhất của Nhật Bản cho thấy uống 5 cốc tới 10 cốc trà xanh mỗi ngày có liên quan đến việc cải thiện các chỉ số sức khỏe gan. Ngoài ra, một đánh giá khác cho thấy những người uống trà xanh ít có khả năng bị ung thư gan. 3. Bưởi. Hai chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong bưởi là naringenin và naringin. Các chất này bảo vệ gan bằng cách giảm viêm và tăng cơ chế bảo vệ các chức năng của gan. Các bằng chứng hiện tại chỉ ra rằng bưởi là một cách tốt để giữ cho gan của bạn khỏe mạnh nhờ vào các chất kháng viêm chứa trong trái bưởi. 4. Quả Việt Quất và quả Nam Việt Quất. Quả Việt Quất và quả Nam Việt Quất đều chứa anthocyanin. Chất chống oxy hóa này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp bảo vệ gan khỏi bị hư tổn. Chất chống oxy hóa anthocyanin thậm chí có thể cải thiện phản ứng miễn dịch của gan. Ngoài ra, quả Việt Quất giúp tăng phản ứng miễn dịch tế bào và các enzyme chống oxy hóa, có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan. Thường xuyên thêm những quả mọng này trong chế độ ăn uống của bạn để tăng cường chất chống oxy hóa, giúp đảm bảo gan của bạn khỏe mạnh. 5. Nho. Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng nho và nước nho có thể bảo vệ gan khỏi hư hại, tăng mức độ chống oxy hóa và chống viêm. 6. Tỏi. Tỏi được biết đến với nhiều lợi ích mạnh mẽ cho gan. Tỏi chứa selenium, một khoáng chất giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa, rất tốt cho việc giải độc gan. Vitamin B6 trong tỏi hoạt động như một chất chống viêm trong gan của bạn. Ngoài ra, chất arginine trong tỏi, một là acid amin, giúp thư giãn các mạch máu. 7. Nước ép củ cải đường. Trong củ cải đường chứa nitrat và chất chống oxy hóa betalain. Chất này rất có lợi cho tim mạch và giảm viêm gan. Bạn có thể ăn hoặc uống nước ép từ cải đường, giúp mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho gan, bảo vệ gan khỏi tổn thương oxy hóa và viêm, đồng thời làm tăng các enzyme giải độc gan tự nhiên. 8. Các loại rau họ cải lá xanh. Rau lá xanh có thể giúp bảo vệ gan của bạn vì trung hòa hóa chất kim loại và thuốc trừ sâu từ môi trường và thực phẩm của bạn. Bạn nên dùng nhiều rau bó xôi, rau diếp xoăn và rau xà lách arugula, bông cải xanh vì giúp tăng lưu lượng mật và loại bỏ các chất thải. Một nghiên cứu gần đây ở những người bị gan nhiễm mỡ cho thấy ăn rau lá xanh và bông cải xanh đã cải thiện nồng độ men gan và giảm stress oxy hóa, tăng các enzyme giải độc tự nhiên của gan và giúp bảo vệ gan, cải thiện nồng độ men gan trong máu. 9. Các loại hạt. Các loại hạt có nhiều chất béo và chất dinh dưỡng, gồm vitamin E chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Một nghiên cứu kéo dài 6 tháng ở 106 người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do không rượu chứng minh rằng ăn các loại hạt có cải thiện men gan. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy người ăn đều đặn các loại hạt này hàng ngày sẽ giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ. 10. Cá béo. Ăn cá béo mang lại nhiều lợi ích cho gan. Cá chứa axit béo omega 3 là chất béo lành mạnh, làm giảm viêm, giữ mức enzyme bình thường và cải thiện tình trạng kháng insulin. Cá béo giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh gan.
Cá béo thường là các loại như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thu, cá trích, v.v. 11. Dầu ô liu. Dầu ô liu là một chất béo lành mạnh. Các nghiên cứu cho thấy ăn dầu ô liu làm giảm mức chất béo trong gan, tăng lưu lượng máu và cải thiện nồng độ men gan, giúp gan ít tích tụ mỡ, cải thiện độ nhạy insulin và cải thiện nồng độ men gan trong máu. Một nghiên cứu nhỏ trên 11 người mắc bệnh gan nhiễm mỡ cho thấy ăn một muỗng cà phê 6,5ml dầu ô liu mỗi ngày giúp cải thiện men gan và chất béo. Sự tích tụ chất béo trong gan là một phần của giai đoạn đầu của bệnh gan. Do đó, dầu ô liu có tác dụng tích cực đối với mỡ gan cũng như các khía cạnh khác của sức khỏe, là thành phần giá trị trong chế độ ăn uống lành mạnh. 12. Củ nghệ. Củ nghệ chứa các hợp chất curcumin, được biết đến như một chất chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh. Curcumin giúp bảo vệ ống mật, thúc đẩy lưu lượng mật. Curcumin cũng hoạt động như một chất làm sạch gan. Thành phần này cũng giúp trẻ hóa tế bào gan của bạn thông qua việc ngăn chặn rượu và độc tố chuyển đổi thành các hợp chất có thể gây tổn hại cho gan của bạn. Hãy thêm một ít bột nghệ vào nấu ăn sẽ giúp tăng hương vị cho món ăn và mang lại lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho bạn. Kết luận, gan là một cơ quan quan trọng với nhiều chức năng thiết yếu cho cơ thể. Do vậy, bảo vệ gan bằng các thực phẩm được liệt kê trên sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho chúng ta. Kết hợp những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tự nhiên và lành mạnh để giữ cho gan của bạn hoạt động tốt nhất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan và ung thư, tăng nồng độ enzyme chống oxy hóa và giải độc gan, bảo vệ khỏi độc tố có hại. Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.